giới thiệu với anh em, đây là chiếc Luzung Vinapark CA32D. Chiếc Vinapark CA30 này là dòng sản xuất tại châu Âu nhé. Dòng này thì cũng có dòng sản xuất tại Trung Quốc, nhưng mà chiếc này thì được sản xuất tại châu Âu. Trong hình thức máy thì hơi thô một chút, nhưng mà lực rung rất là khỏe các bác nhé. Chiếc Vinapark này hai cầu. Dòng này tự trọng là 12 tấn, lực rung max 25 tấn. Chiếc này thì trước đây là động cơ V8 và đã được công ty Bình Lợi là thay bằng động cơ 6 máy nhằm tiết kiệm nhiên liệu hơn và sử dụng hợp lý hơn đối với môi trường ở Việt Nam. Làm mát bằng két nước. Đấy, lái máy đã chạy ra khỏi cabin rồi mà xe vẫn chạy đều. Chạy rất thẳng. Dòng này có hai chế độ rung, và rung là rung mịn và rung thô các bác nhé. Có bác sẽ hỏi là hiện nay là công ty lắp động cơ 6 máy loại gì, thì xin thưa là chúng tôi lắp động cơ Daewoo D1146. Dòng này thì so với động cơ cũ thì công suất dư ra một chút. Nhưng bù lại thì làm việc bền bỉ và hiệu quả cao hơn, tiết kiệm nhiên liệu hơn so với động cơ V8 trước đây. Đây, chạy lên trên đống gồ cao để cho các bác xem hai cầu nha. Đó, di chuyển rất khỏe luôn. Chạy cả lên đống đá luôn các bác nhé. Ok. Động cơ thay xong là không có tí khói nào đâu các bác nhé. Tiếng nổ cũng rất êm. Nói chung là cái chiếc này ấy thì cũng là thuộc loại nồi đồng cối đá. Hiện nay ấy là hình thức thì hơi thô, cabin là trông cũng hơi xấu, nhưng mà để mà sử dụng là cái chiếc này rất là hợp lý và hiệu quả kinh tế, bởi vì giá thành đầu tư rất là thấp.
Vâng, xin cảm ơn các bác.